Khoảng chừng gần một tháng anh mới ẩm á. Anh mới ẩm luôn á. Mà trong cái gần tháng đó đem về nha, bị nhiễm, nhiễm trùng máu gì đó. What? What? Không biết như thế nào anh nói. Ủa sao, sao bị cái gì vậy? Ô trời, nhiễm trùng máu là nguy hiểm lắm đó nha. Bởi vậy anh mới nói, ủa tại sao lại như vậy? Tất cả gia đình không ai bị như thế này hết. Nói là bị nhiễm trùng máu đem vô, phải lấy tỉ mới thôi. Nằm trong đó 10 ngày trời. Anh nói thiệt á, bác sĩ vừa đâm cây kim hay như thế nào đó là ở đây nước mắt mình nó rớt. Em đây vừa... Anh khóc như một đứa em bé, ngồi ngay chỗ hành lang anh khóc như một đứa em bé. Mình tên là Nhật Minh. Dạ đúng. Có đứa con 5 tuổi. Dạ. Đầu tiên khi mà là biết tin vợ mình cấn thai á, cảm xúc anh như thế nào? Thật sự là quen nhau thời gian là 10 năm mới cứng bé Bella. Thì cái khoảng thời gian đó là thật sự là hai chồng không có dự định là để em bé. Thì cái đó là cái bất ngờ ông trời cho. Hai đứa dự định là định bỏ. Định bỏ luôn á. Wow. Tại sao? Tại vì kinh tế gia đình thứ nhất, cái thứ hai là nghề nghiệp nó còn lông bông quá. Bản thân mình chưa biết được cái gì nữa. Mình không có đủ cái suy nghĩ để làm bố, làm cha, làm mẹ. Nhưng mà nói chung là gia đình cũng khuyên nên này nọ, thì cũng suy nghĩ lại, thôi kệ, để tới đâu hay tới đó. Em rất là mừng bởi vì là anh nói là gia đình hai bên cũng đã khuyên rất nhiều. Thì em thấy nha, dù gia đình hai bên mà là có không khuyên đi chăng nữa, nhưng mà là ở một cái thời gian nào đó hai anh chị chắc cũng sẽ không nỡ làm như vậy đâu. Quan trọng ở đây á là cả hai anh chị đều quyết định là sẽ giữ bé lại. Và chính cái quyết định đó là thay đổi hoàn toàn cuộc sống của hai anh chị luôn. Hiện tại bây giờ thì mọi thứ nó đã ổn định rồi chứ anh? Trong khoảng thời gian mang thai á, vợ mình mang thai á, thì ông trời hay là trời Phật ở trên cũng xây chuyển cho mình được gặp được những thứ may mắn hơn. Nó trang trải được hay là như thế nào đó, nó được gặp cái may mắn hơn chút xíu. Mình được đi nước ngoài diễn. Chắc có lẽ là con bé này nó đem sự may mắn cho mình. Khi mà mình qua bên nước ngoài hát, khi vợ sắp đẻ thì nọ, mình cũng gửi tiền, đem tiền về, cũng trang trải được nhiều thứ. Trong khoảng thời gian mà chị cấn thai á, là 6 tháng là phải đi quay nè. Đi quay có bụng vậy mà còn phải đi quay. Trời ơi. Đi này đi nọ. Mà anh không cho. Thực sự là không có tiền nhưng mà cũng không cho đi quay. Quay là lỡ mới có cái chuyện gì như thế nào đó, anh không cho. Đỡ sao kịp. Nhưng mà bà nằm ở nhà thấy tội nghiệp lắm. Bà nhớ hát lắm. Nhớ nghề đó. Bà nhớ nghề lắm. Bà thật sự là bà rất là yêu nghề luôn. Mình ở trong nghề mình nhìn thấy được yêu nghề hơn cả mình. Hay là như thế nào đó, gấp hơn mình rất là nhiều. Thấy cái sự tội nghiệp. Thôi bây giờ nếu mà em muốn thì em nương chút xíu. Giống như em diễn em đi này nọ cho nó nương chút xíu. 7 tháng hát nguyên tuồng mà múa lưu kim đính, bạn biết là lưu kim đính. Đã mà múa giáo múa này múa nọ rồi đi ngựa đi này đi nọ tá lạ hết, phải múa. Bởi vì anh không cho hát luôn, nói là bây giờ nếu mà em về em làm cái này là em không thể nào mà không múa. Em múa giờ em đi dưới người ta nhìn em diễn giống như em diễn chơi đâu được. Mà năn nỉ mà. Lại năn nỉ nó, bây giờ cho em hát lần cuối thôi, cái lần này nữa thôi là em sẽ ngưng em đẻ. Thì bây giờ anh cũng siêu lòng luôn. Mà anh đứng kế bên mà anh hồi hộp khi mà múa giáo á. Anh hồi hộp mà giống như nước mắt mình ở trong nó cứ rớt ra vậy. Cái sự cố gắng hay là cái sự yêu nghề của bà đó. Hát xong rồi mà không... Xong rồi thấy nhẹ nhõm rồi. Trên đường về Ối Trời ơi. Trời ơi, trên đường về ối là bắt đầu là anh xanh mặt rồi. Xanh mặt xanh mày. Ngừng ngay chỗ đường Võ Văn Kiệt mình luôn á. Tấp xe vô là ọc ra là bắt đầu là thế. Bây giờ em thấy chưa, tức mà thương á, tức mà thương. Cái kiểu mình nói, mình la, mình nói vậy. Không sao là không sao vậy, ối xíu là hết. Cái gì không có gì đó mà anh quan trọng đâu. Wow. Mà thật sự không có gì. May mắn cháu con bé chồng nó cũng mê hát giống mẹ nó. Thật bây giờ nữa mai bây giờ nó đẻ ra là nó ca hát y xèo hết. Trước khi sanh đó là mình ở nước ngoài châu Âu.
mình hát cái chương trình bên đó. Mà lúc đó đi là trong cái ngày để bà canh cái ngày cái ngày này là ngày em đẻ nha, ngày dự sinh ngày dự sinh đó, em đẻ đó nha, anh phải về đúng ngày, anh phải dời lại bển nó bây giờ như thế nào đó, như thế nào phải về đúng ngày. Nhưng bà lừa mình, bà kêu cho về đúng ngày, tao thật chứ không có đúng ngày, cách về gần có 10 ngày sau mới đẻ luôn. Mà thấy tội nghiệp lắm, mình hát ở bển đó là mình đi Tết mùng 1 mà mới ngồi ở phòng mình, tội nghiệp lắm. Nhưng mà mình cứ nghĩ là ok, làm kiếm tiền đem về, làm kiếm tiền đem về. Đó, khi mà về tới là gần 10 ngày mới vô sanh. Trong cái tối đêm đó, đó mình đưa đi vô từ Vũ Sanh á, thức nguyên đêm luôn. Thấy bà đau này nọ mà mình trông cho cái em bé ra con nó làm sao. Vừa sót mà vừa trông mà vừa sốt ruột nó không chịu ngủ được, con mắt nó cứ trơ trơ hoài không ngủ được. Ngồi trông hoài tới 1 giờ gần 2 giờ trưa ngày đêm qua ngày mai đó mới sanh. Nghe sanh cái bắt đầu sanh vừa xong là bác sĩ đem con bé ra nhìn sớt khoảng chừng 10 giây là người ta đem đi rồi. Trong lúc đó là anh chỉ đem coi đúng 10 giây đó, vừa nhìn thấy con mình này nọ có mắt có tai có chân đầy đủ rồi là anh nhẹ nhõm. Mà lúc đó ẩm thì ẩm không dám ẩm, anh không dám ẩm, nó nhỏ xíu mà anh không ẩm được. Thôi tao không dám ẩm, cái rờ nựng nựng như là không dám ẩm. Thôi thì em có ẩm không? Có. Tại sao anh không dám ẩm? Em ẩm luôn. Vậy hả? Tại vì lúc đầu thì tụi em cũng khá là ngại. Sợ. Tại vì sợ con đàn ông trai mình bị thô kệch mà. Đúng rồi. Lỡ đụng này đụng nọ rồi nó xúc này xúc nọ sợ chứ. Nói xíu. Nhưng mà cũng may là các cô hộ lý với lại vợ em và bà ngoại đó cũng cuốn bé lại, không là giống như cuốn chả giò nè, y chang chả giò luôn á. Thì là mình cầm bế một cái cuốn chả giò thì là mình sẽ nâng niu theo kiểu chả giò đó. Thì đó em ôm vậy rồi từ từ những cái cảm xúc nó mới bắt đầu lớn dần theo năm tháng. Thì em nghĩ là bản thân người đàn ông người nào cũng sẽ vậy thôi. Chứ bây giờ ai mà nói nha, vừa mới đẻ con đã xong, trời tao thương con tao lắm, em thấy là hình như là hơi xạo. Đúng rồi. Từ lúc đầu á, khi mà anh làm cha đó, anh cũng thương lắm. Thật sự không thương lắm, mình đã thấy nó giống mình, cái máu mủ mình. Tự nhiên mình thương xót giống như sao đó. Khoảng chừng gần một tháng anh mới ẩm đó. Anh mới ẩm luôn á. Mà trong cái gần tháng đó đem về nha, bị nhiễm trùng máu gì đó. What? Không biết như thế nào, anh nói ủa sao bị cái gì vậy? Ô trời, nhiễm trùng máu là nguy hiểm lắm đó nha. Bởi vậy anh mới nói ủa tại sao lại như vậy, tất cả gia đình không ai bị như thế này hết, là do ẩm con bé ở ngoài, người này người ẩm người kia quăng nó ngay chỗ ghế salon này nọ, bụi ẩm như thế nào đó, nó là bị nhiễm trùng máu đem vô phải lấy tỉ mới đó, nằm trong đó 10 ngày trời. Anh nói thiệt á, bác sĩ vừa đâm cái kim hay như thế nào đó là ở đây nước mắt mình nó rớt. Em đây vừa... Anh khóc như một đứa em bé ngồi ngay chỗ hành lang, anh khóc như một đứa em bé. Anh đây mình dắt đi tái khám mà chích chích người thôi, mình nó thấy sót rồi. Hay lấy tỷ ra nó mới khám được, nó mới biết là có nhiễm trùng máu hay không. Không có. Mừng mà. Mừng đó, nhưng mà tại sao nó phải đâm cái kim vô? Nó nằm nghiêng phải cần cả tuần lễ. Anh ra Bắc anh diễn 10 ngày. Không có anh ở đó, cả nhà phải đi vô canh vô này. Nếu như mà là em mà là anh đó nha, chắc em cũng hiểu được cảm giác của anh. Anh diễn 10 ngày đó mà giống như anh là một con người vô hồn đó. Đúng, thật sự ra anh hát nó giống như là người chết á. Không có hồn dí gì hết. Trời, có một kỷ niệm nữa, khó quên luôn. Hai chồng ra Bà Rịa diễn, chuẩn bị hát hết rồi, chuẩn bị lên rồi. Bà ngoại nó điện về, điện nói là nó bị chết. Nó chết giấc rồi. Nó chết giấc là anh biết rồi. Tại vì cái gen của anh bị chết giấc. Trong đó trời ơi, anh đạp, anh nói là công an hay này nọ là không có cái... Giống như mày chạy đi ngang là giống như là... Ủa này nó giống như chạy giống như ăn cướp hay như thế nào đó. Anh cứ chạy bán anh giống như... Từ ở Bà Rịa Vũng Tàu anh đạp về. Anh về tới Sài Gòn khoảng chừng 35 phút. Khi mà nó nói là nó chết rồi. Chứ là nó bị giống anh á, không biết làm này nọ là nó chết thiệt đó. Là cái gen của anh hồi nhỏ anh bị đó là giật cái món đồ hay là cái nào đó, tự nhiên khóc lên, khóc rồi ngứt, môi nó lên tím, tím dần rồi nhắm mắt luôn.
là cái gen của anh nó bị như vậy. Tất cả em út của anh, chị của anh đều bị đó. Đẻ ra con này cũng bị cái đó. Cái đó là một dạng suyễn hả ta? Chắc không phải đâu nhỉ. Được rồi, chứ bây giờ anh mới tìm hiểu ra là bác sĩ nói là bị yếu tim, thở van tim. Nó bị cái điều đó. Nó sẽ tím cái môi mình, nó giật. Ở đó là dưới quê mình không biết cái vấn đề đó, là chỉ nặng chanh vô thôi, hoặc là đưa cái muỗng vô cái để cho khỏi cắn lưỡi á. Đó là nặng chanh chua lên rồi ảnh khóc lên thôi, là vậy thôi đó. Còn ở đây á thì bà ngoại nó đưa vô tới bệnh viện, người ta xử lý như thế nào, ta nhét vô đít nó cái đồ gì đó, rồi bỏ cái gì vô anh không biết. Cái bữa đêm đó nó không gì không biết, là nó khóc ngất lên lại, là nghe khóc ngất là thấy là nó nhẹ nhõm đến nỗi mà anh nghe tiếng con nít khóc là anh bỏ anh đi ra ngoài luôn. Bị dị ứng tới mức độ đó luôn, anh sợ tiếng con nít khóc luôn. Qua cái đốt 3 tuổi là hết. Vậy đó, cái gen vậy đó. Chắc là khi mà là hai chúng ta mà lỡ mà rơi vào tình huống tương tự như vậy là em sợ em sẽ chịu đựng không nổi, là làng hoàng em xỉu luôn á. Là em không có đủ cái sự cứng rắn để mà chịu đựng được những cái điều đó. Nhưng mà là anh chị lại làm được, anh chị quá tuyệt vời. Bây giờ mình nói chuyện quá căng thẳng rồi, bây giờ mình qua cái chủ đề khác cho nó bớt căng thẳng hơn. Nó là một cái chủ đề là vợ tôi vô số tội. Ê, cái chủ đề nó căng thẳng hơn không ba? Nói chung là hợp nhau, hợp nhau mình mới sống tới ngày hôm nay. Khi mà bà hát không, nó thật sự là không có bỏ bê anh. Bà rất là thương anh. Có nghĩa là bây giờ làm bất chấp yêu nghề nhưng mà không bỏ bê chồng con. Làm bất cứ chuyện gì là nghĩ tới chồng con là trên hết. Trời ơi, như vậy thì vợ ảnh theo như bạn muốn phải gọi là khai thác thì là những cái điều mà khiến chồng hay bị băn khoăn khó chịu đúng không? Vậy sao khai thác được? Không, giờ qua cái ảnh đi. Để coi đi. Anh có cái tật xấu gì mà anh nghĩ rằng là cần thay đổi để cho vợ anh vui không? Anh đó hả? Anh có hay chén chú chén anh gì không? Dạ, chén chú chén anh là bên đây nè. Thật sự á là ở ngoài đường thôi. Thì ai không có đâu. Đúng rồi, để đàn ông mình mà vui chơi trong phút chốc thôi, chứ không bao giờ nghĩ lệch. Anh cũng vậy, không bao giờ nghĩ là anh thật sự tới có con ngày hôm nay. Nhiều kỷ niệm nó làm cho mình không muốn đi chơi luôn em. Có nghĩa là anh ra đường là anh chỉ muốn đi về nhà thôi. Chỉ là vui chơi hay này nọ, bạn bè, đàn ông với nhau thôi. Vui chơi. À, vui chơi chứ không quá đà. Vui có nghĩa là cái câu truyền thống mà người ta nói là vui chơi không quên nhiệm vụ. Vui chơi không quên nhiệm vụ. Đó. Vui chơi không quá đà, tại vì quá đà là mất nhà. À, thấy không? Đặc biệt là vợ chồng của anh ấy, thì em nghĩ rằng nha, chắc là cũng sẽ dựa trên cái sự tôn trọng là tuyệt đối. Đúng, tôn trọng thôi. Với nhiều lúc mà gây lộn lên hay này nọ là anh là người nhịn thôi. Anh là người nhịn, anh chạy ra đường á. Chị khóc hả? Anh không khóc. Thương chạy đi. Khi mà bả giận lên, bả lớn tiếng, anh cũng lớn tiếng lại trong lúc đó. Nhưng mà anh là người đi ra đường để cho bả nguôi lại. Anh biết tính bả. Anh biết tính bả. Ok, trong lúc này bả nóng hơn mình. Bây giờ mình có nóng cả nào, bà cũng nóng hơn mình. Là anh chạy ra đường trước chút, khoảng chừng một tiếng đồng hồ sau là về anh nói chuyện. Anh nói là chỉ ngồi im thôi. Anh nói là ngồi im, khi mà mình sai, ok, chấp nhận được ai sai là phải xin lỗi người đó. Vậy thôi. Bây giờ ở nhà đặt trường hợp gia đình của anh đi nha. Dù bây giờ mà chị có múa đao múa kiếm gì chăng nữa đi ha, anh đừng có lo. Gái ra đỡ đâu. Mẹ! Đừng mẹ ơi, tự nhiên khiến hai mẹ con hát cái đường nhau nhau nghe luôn. Mà ngược lại bây giờ nó binh mẹ nó không à. Rồi xong, chúc mừng anh. Chúc mừng anh. Ừ, nó bên mẹ nó xong mà bây giờ anh có sai đi nữa, bây giờ ba là người phải xin lỗi mẹ. Ôi, con bé nó tinh ý kìa, thiệt tình à. Mẹ nó dặn dạy vậy đó. Ừ, không biết sao nó mình lại là ủa sao nhiều lúc ủa con ba thương con quá mà. Tại sao con đối xử với ba nó bị trên lệch vậy? Ờ à, cho nó trên lệch vậy. Nó không. Thôi mẹ đánh, thôi mẹ đánh. Đem đánh không à? Đem đánh hay không à? Nãy giờ là nghe kể về chị thông qua lời anh. Thôi thì bây giờ tới lượt anh sẽ lắng nghe những điều mà chương trình đã chuẩn bị mà là ai nói thì em chưa có biết. Dạ, xin mời anh sẽ hướng mắt lên màn hình. Trời, có một phần quà à, dành cho anh. Thật sự là Tinh với lại anh Minh thì chưa có chuẩn bị tinh thần để làm cha làm mẹ. Nhưng đến khi mà mình biết là mình mang thai á, thì cái hành động của anh ấy làm cho mình cảm thấy mình vững niềm tin và tự nhiên mình cảm thấy là mình vui hơn. Khi mà cái sự bất ngờ đó nó đến với cả hai đứa, khi mà biết được Tinh có thai thì ảnh mừng lắm, rất là mừng và rất là vui. Và bắt đầu là lo lắng nhiều hơn,
và chăm sóc nhiều hơn, và tin cũng được nước lấn tới hơn, cũng được nước lấn tới hơn. Nhiều khi thèm trứng cút mà ngâm với nước dừa ở ngoài Bà Rịa đó, là anh cũng phải dạy ra đó mua về cho tin đó. Anh được cái là tin mà nói tin thèm cái gì là lập tức là search lên Google rồi coi, thậm chí tới bây giờ cũng vẫn vậy. Lên coi coi cỡ nào đó bán như thế nào rồi mua cho tin. Cho nên là nói chung là có một người bạn đời như vậy cũng cảm thấy rất là vui và ấm cúng. Thường xuyên cãi nhau thì không có, tức là dạ tin bực á, tin la là bắt đầu anh điên re. Cho nên đôi khi nó có những cái triệu chứng thông thường là tin hay bị người ta đón là tin ăn hiếp chồng rồi này nọ, nhưng thật sự là không phải như vậy. Nhưng mà anh đã hiểu được cái tính của tin suốt 15 năm sống với nhau, cho nên khi tin nóng lên, tin la lối thế này thế kia thì anh sẽ bắt đầu anh dịu lại và anh sẽ im lặng, hoặc là anh bỏ anh đi đâu đó để tránh những sự xung đột to lớn hơn khi mà cơn điên của tin nó lên. Tức là cảm giác mà khi mà mình mang thai mà không có chồng kế bên thì buồn lắm. Lúc đó là tin cũng nghĩ là khi mà tin sanh là sẽ không có anh kế bên, nhưng mà hầu như giống như bé Bella chờ ba vậy đó. Khi mà ba về thì vừa kịp lúc là tin sanh bé Bella là có ba bên cạnh luôn, dạ, để cùng với tin đón chào bé Bella ra đời. Lần đầu tiên sanh con mà tin không hiểu cái cảm giác nó như thế nào, và bước vào phòng sanh nhìn thấy nào là kềm dao thế này thế kia, dạ sợ lắm, rất là sợ. Nhưng mà có anh bên cạnh động viên và an ủi, cho nên là tin cảm thấy mình vững chí. Trong suốt 15 năm là một người bạn đời, một người tri kỷ thì anh rất là hiền lành và rất là tốt bụng luôn. Chỉ có những cái là anh nói thì chưa khéo lắm, cho nên đôi khi là cũng không được lòng gia đình này nọ. Nhưng mà nói chung thì đó cũng chỉ là những cái phần phụ thôi. Và quan trọng là anh chân chất hiền lành, cho nên là đôi khi cũng là một cái điều rất là tốt. Tin chỉ muốn nói là anh vẫn cứ là anh. Ngay từ ngày đầu thì Tin đã yêu quý cái tính hiền lành chân chất của anh, và Tin vẫn muốn là sau này nếu như cuộc đời như thế nào đi nữa thì vẫn là một cái người bạn đời. Và cái quan trọng là anh vẫn mãi mãi là ba của Bella. Cuộc đời mình không nói trước được cái gì, nhưng nếu mọi thứ đều trải qua hồng thì cái đó quá tốt rồi. Còn như thế nào đi nữa thì Tin vẫn muốn là Tin với anh vẫn mãi là một đôi bạn tri kỷ, mãi mãi để mà cùng chăm sóc cho con cho đến khi con trưởng thành. Đó là một cái điều mơ ước của tất cả những người làm cha, làm mẹ, và Tin nghĩ anh cũng nghĩ chung một suy nghĩ với Tin. Wow. Bây giờ mới hiểu được, thấy không? Thật sự là sống 15 năm thì quá hiểu rồi, quá hiểu. Để mà tới ngày hôm nay thì chung một ý tưởng, chung một chí hướng là điều lo cho con. Khi làm cha làm mẹ thật sự là tới ngày hôm nay mình mới nghĩ được cái tình thương mà dành cho con mình nó như thế nào. 15 năm chung sống, chắc chắn là cả hai anh chị đã đều trải qua rất là nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và nhiều câu chuyện nữa. Nhưng mà chắc cũng không phải lúc nào chị cũng nói ra những điều này để cho anh nghe. Vậy thì khi lắng nghe những điều mà chị chia sẻ rồi, anh có muốn chia sẻ lại điều gì với vợ của mình không ạ? Xin mời. Thật sự là anh cũng muốn nói với em là em quá hiểu anh. Thật sự mà trên cái đoạn đường còn đi tới, anh không biết được, hoặc là em không biết được có còn sống hay không. Như mình, như em nghĩ thì đúng, thật sự là mình chung một chí hướng là đều lo cho con. Anh với em vẫn là một cái tri kỷ như em nói. Anh thật sự anh cũng nghĩ y như em vậy đó. Anh cũng mong là như vậy. Còn nếu mà không có gì xảy ra thì mình mãi là sống trọn đời trọn kiếp, sống trọn đời trọn kiếp. Hoa mỹ nhưng chất chứa những tình cảm cực kỳ chân thành, phải là những người thật sự hiểu nhau và dành cho nhau sự tôn trọng tuyệt đối thì chúng ta mới có thể nói được những điều này. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ cùng qua một cái phần nha, trước khi mà chúng ta kết thúc chương trình, là trò chơi siêu bố trổ tài. Đây là lúc hai siêu bố chúng ta sẽ cùng chơi trò chơi đoán đúng nghĩa tiếng Việt. Nội dung này nó cũng khá là đơn giản, ở trên màn hình sẽ hiện ra rất là nhiều nội dung, nhưng mà là chữ không dấu đó anh. Không dấu hả? Dạ, em nghĩ rằng là mọi người sẽ dễ đoán ra thôi. À,
ai đoán ra ra nhiều thì thắng. Rồi, ok, bắt đầu. Dữ kiện đầu tiên xin mời. Xin mời bạn. Lúc này đói bụng quá em ăn. Lúc nãy đói bụng quá em ăn cả phần bò. Em ăn cả phần bò. Đúng rồi. Nãy em chợt nghĩ ra mà em không biết em nên nói không. Em nghĩ là lúc nãy em đói bụng quá nên em ăn cả phần bò. Anh ngày nãy anh cũng nhanh quá, anh cũng nghĩ giống như em vậy. Được luôn á, mà không được. Chị ta mang ngán chị ta. Chứng tỏ là bạn đang tối với anh đang tối quá. Tôi không đụng trong sáng đó cho bạn. Xin lỗi ha. Rồi, đói bụng quá em ăn cả phần phần bố. Ôi. I can't believe it. Qua dữ kiện tiếp theo. Phần bò cũng đúng mà. Đó. Không. Sai có một chữ không hay lắm rồi. Anh hiểu rồi. Có về ăn cơm không? Còn chờ. Sai. Cũng đúng. Nhưng mà nó sai là có về ăn cơm không? Con chờ. Con chờ đúng rồi. Thì nó con chờ hay là con chờ đó đều đúng. Sai là sai. Con chờ là khác. Là mà anh đúng đó. Ai còn chờ thấy chưa? Thì anh đúng đó, khổ ghê hà. Rồi tiếp theo. Để mình đúng không? Bố về ngay đi. Mẹ đang ốm một tháng trên giường. Mẹ đang ốm một tháng nằm trên giường. Ê, nó vô lý nha. Thí dụ như nếu mà là mẹ ốm một tháng nằm trên giường, không lẽ ông bố nằm đi đâu? Ông nội đây, ông đi diễn nước ngoài. Ủa, nó lại vô lý nữa. Thí dụ như nếu mà bị bệnh một tháng là bị nặng chứ đâu có nhẹ, đúng không? Rồi kêu rồi ông hãy đi diễn nước ngoài ốm. Bây giờ nếu mà anh nghĩ là cái nhẹ kia mới đúng. Là cái gì nè? Bố về ngay đi, mẹ đang ôm một thằng nằm trên giường. Thấy chưa cũng nghĩ vậy với tôi nè. Nhưng mà chính xác là bố về ngay đi. Đúng. Mẹ đang ốm một tháng nằm trên giường. Đáp án là phải không? Đúng mà chính xác. Ê, cái dữ kiện này nó cũng hơi kỳ đó nha. Không kỳ, bữa đó vợ tôi bị bệnh ở nhà thì tôi bận diễn ở nước ngoài một tháng, chưa về kịp. Tôi nói con tôi mai tôi về thì nó nhắn gọi thoại nói tôi vậy đó. Ủa, vậy luôn hả? Trời ơi. Ôi. Không, bữa nào có nghĩa bóng đó chị không? Logic. Mình chơi game mình dùng não đi, đừng dùng mắt nữa. Logic. Giờ tôi gửi tiếp theo. Má em không có ở nhà. Rồi ok, không có ở nhà. Em đang coi quán. Đúng. Anh qua ngay đi. Tiện thể mua báo mới luôn. Nhà em toàn báo cũ. Đúng rồi, chính xác. Ok. Thôi tôi hết đen tối rồi. Có còn câu khác không? Dịch cho coi. Và các bạn khán giả thân mến, thông qua những câu chuyện Trai phải gọi là để lại rất là nhiều ý nghĩa cũng như là rất là nhiều suy nghĩ cho các bạn khán giả, thì Trai nghĩ rằng để có thể giữ vững một tình cảm gia đình mà trọn vẹn thì luôn luôn cần sự trao đổi, tạm gọi là trao đổi thông tin đi ha, nhưng mà quan trọng là ba mẹ phải tâm sự thường xuyên với nhau và tâm sự với cả con cái. Thì sự kết nối giữa các thành viên gia đình với nhau mà nó luôn luôn được giữ vững như vậy á, thì một gia đình nó mới được gọi là hạnh phúc trọn vẹn. Bởi vì chúng ta không ngại nói chuyện với nhau. Em sợ nhất là cảm giác mà chúng ta ngại nói chuyện với nhau. Có những cái bí mật mà mình không biết nói với ai. Mình nên nói những cái bí mật đó cho những người thân bên cạnh mình. Và mình nên thực hiện cái điều đó đối với lại những người đã ở bên cạnh mình luôn. Và khi con mình thấy cái điều đó thì là sau này khi lớn lên bé sẽ bắt chước. Và đó là một điều hoàn toàn tốt. Trai vẫn luôn mong muốn là các gia đình nhỏ chúng ta sẽ luôn luôn giữ cái sự giao tiếp giữa các thành viên với nhau đó. Bởi vì đó là một điều mà chúng ta cần phải giữ vững nếu như mà các bạn khán giả mong muốn có một gia đình hạnh phúc và êm ấm. Và chương trình Các Bố Nói Gì đến đây đã là tạm chấm dứt. Chương trình phát sóng vào lúc 17:20 thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV7.